Xin kính chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay Dung Audi xin giới thiệu đến quý vị các bạn một dàn xe Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc 2014, giá hơn 200 triệu đồng. Ở trước mặt anh chị em đang có 5 chiếc Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014, số sàn bản đủ, xe tư nhân, không taxi dịch vụ. Và hiện nay tùy từng xe, em bán hơn 200 triệu đồng, loanh quanh 220, 225 triệu, tùy theo từng chiếc xe một, anh chị em nhé. 5 chiếc Hyundai i10, bản đủ số sàn, không taxi. Và đây, đầu tiên, đây là một chiếc, thì Hyundai i10 cả 5 chiếc xe này, về trang thiết bị, cấu tạo như nhau, động cơ 1.0, số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc, 4 la răng đúc, đèn pha là đèn halogen, có sinh nhan trên gương bằng giải đèn LED, có tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp chìa khóa thông minh một chạm. Đấy, 4 la răng đúc, 4 la răng phay hết nhé. Rồi là có sinh nhan trên gương, có cảm biến lùi, có vô lăng tích hợp, bàn phím một chạm. Đây, chìa khóa thông minh tích hợp. Có 3 chiếc màu bạc và 2 chiếc màu trắng để cho anh chị em nhà mình lựa chọn. Anh chị em nhà mình thích màu trắng, có màu trắng. Thích màu bạc, có màu bạc. Và màu bạc thì hiện nay em đang bán rẻ hơn màu trắng này 5 triệu. Màu trắng hiện nay em bán là 225 triệu, giá công khai 225 triệu. Còn màu bạc em bán 220 triệu. Được chưa? Bán giá công khai nha anh chị em nha. Công khai màu trắng 225 triệu, màu bạc 220 triệu đồng. Đấy. Về trang thiết bị thì như nhau, cảm biến lùi, camera lùi, 4 la răng phay, tay nắm cửa là mạ chrome, tích hợp chìa khóa thông minh một chạm. Ở trong xe thì có những gì? Đây, ở trong xe, xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Có gương kính chỉnh điện cụp điện anh chị em nhé, bản đủ mà. Có gương kính chỉnh điện cụp điện này, có hỗ trợ dừng đỗ, vô lăng tích hợp, bàn phím để ấn nổ start top, màn hình Android, camera lùi đầy đủ. Đấy, táp ly táp lô hai màu. Về trang bị như nhau, tất cả trang bị như nhau anh chị em nhé. Đấy, đây là nội thất của một chiếc màu trắng này. Tiếp tục nữa, một chiếc màu trắng nữa. Đây, nội thất đây anh chị em nhé, cũng gương kính chỉnh điện cụp điện, hỗ trợ dừng đỗ, vô lăng tích hợp, bàn phím để ấn nổ start top, màn hình camera lùi, ghế da hai màu, táp ly táp lô hai màu, trần nỉ nguyên bản. Đấy. Về trang thiết bị thì như nhau. Đấy, em xin nhắc lại là về trang thiết bị thì như nhau. Đấy. Màn hình Android, camera lùi để ấn nổ, vô lăng tích hợp, bàn phím, gương kính chỉnh điện cụp điện. Đấy. Em quay cả nội thất cả 5 chiếc cho anh chị em nhà mình lựa chọn. Thích nội thất màu gì có màu đấy, nội thích kiểu thất kiểu gì đấy anh chị em nhé. Đấy, trang thiết bị thì như nhau, đều là bản đủ hết. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp điện này, hỗ trợ dừng đỗ này, vô lăng tích hợp, bàn phím này để ấn nổ start top này, màn hình Android giải trí thông minh, trần nỉ nguyên bản, ghế da hai màu. Cả 5 chiếc xe này em đều cam kết cho anh chị em. Cả 5 chiếc xe này thì em đều cam kết cho anh chị em. Xe tư nhân, không taxi dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước. Anh chị em nhà mình có thể kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe, test hãng thoải mái. Cam kết không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin, máy số zin. Và hiện nay em đang bán 220 triệu đồng cho màu bạc và 225 triệu cho màu trắng. Quan trọng là vấn đề xe bản đủ, nhập khẩu, không taxi, không dịch vụ và xe không lỗi gì. Anh em nhé, hãy liên hệ với Dung Audi 0855 966 966 để sở hữu Hyundai i10 2014 bản đủ số sàn, không taxi, không dịch vụ. Xe cam kết đảm bảo bằng văn bản, cam kết bảo hành cho anh chị em không tai nạn, không ngập nước.
Số điện thoại của Dung Audi 0855 966 966. Xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên giáp khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe ô tô mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dung Audi. Anh chị em nhé, bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh. Anh chị em còn nhận được thông báo mỗi lần Dung Audi lên sóng, báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp, chốt giá tụt quần trên live stream cho anh chị em. Hãy bấm đăng ký kênh, follow kênh và hãy liên hệ với Dung Audi để được tư vấn thêm. Số điện thoại 0855 966 966. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.